Về đấu giá ở Hồng Tiến đó thì chúng ta được biết rằng là cái thời điểm cách đây khoảng 2 đến 3 năm ấy, thì chúng ta thấy được rằng là cái thị trường về đấu giá ở khu vực Hồng Tiến giáp với lại cái khu công nghiệp Yên Bình, và chúng ta thấy được rằng là lúc đó là cái thời điểm đấu giá diễn ra và những cái giá đất được đấu đã được đẩy lên khá là cao, đúng không? Và cho đến bây giờ thì cái thị trường về cái giá đất ở khu Hồng Tiến nó đã giảm và bây giờ nó đang ở mức, tức là chúng ta thấy được rằng là người ta gọi là mặt đáy của thị trường bất động sản. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là khu Hồng Tiến cái chỗ đấu giá nó có vào 1.000 lô, tức là hơn 900 lô thì chúng ta cứ tính phải là 1.000 lô, 1.000 lô đất đấu giá cộng với lại vài trăm lô đất tái định cư ở tại cái khu vực đó, và trong đó thì nó có rất nhiều các cái tiện ích như là chợ, trường học đấy, công viên là trong đó là nó đều có. Thế nhưng mà chúng ta thấy điểm mạnh nhất, điểm lớn nhất hiện hữu bây giờ đó chính là các nhà máy, và đến bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đó, chúng ta sẽ thưởng thức về cái khu vực đó, về cái cách nhìn của chúng ta xem là cái khu vực đó nó đẹp hay là nó không đẹp, đúng không ạ? Chúng ta nếu đây là đường 261 chúng ta có thể rẽ bên này trái được, nhưng mà tôi sẽ đưa quý vị qua đây một chút xong tôi sẽ vòng lên để cho quý vị thấy được rằng là nếu chúng ta muốn đầu tư vào khu đấu giá của Hồng Tiến hay là khu tái định cư thì nó cũng nằm ở trong cái phạm vi đó. Cái khu tái định cư thì người ta đã xây nhà nó rơi vào tầm khoảng 50% rồi, còn 50% là người ta vẫn để đất không. Còn cái khu đấu giá của Hồng Tiến thì nó xây dựng thực tế ra bây giờ chỉ có vài nhà thôi, chứ nó có chưa có xây dựng được cái gì cả, nhưng mà nó lại là gì, nó lại là lòng giáp với lại khu công nghiệp, lòng giáp với khu công nghiệp, lòng giáp với tất cả các nhà máy ở trên cái mặt mặt chính, đối diện mặt chính là các nhà máy. Và tôi sẽ quay đầu ở cái bước quay đầu ở đây và tôi sẽ vòng lại để chia sẻ cho quý vị về cái dự án đó. Dự án Hồng Tiến nó thuộc vào Phú Yên, Thái Nguyên, nếu như người nào chưa biết, còn những người nào mà đã làm bất động sản lên trên cái khu vực Phú Yên thì chắc chắn là người nào cũng biết rồi. Các nhà máy ở bên tay trái này thì hoàn toàn là các nhà máy của Trung Quốc đấy, xây dựng toàn bộ theo một cái manem màu sắc thương hiệu, có thể thấy không ạ? Đấy, toàn bộ là mái đỏ sườn trắng, đúng không ạ? Đấy, cứ mái đỏ sườn trắng là đây là chúng ta thấy là rằng là một trong những cái tổng công ty người ta xây dựng. Đấy, và đối diện với những cái nhà máy này chính là những cái lô đất mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Hiện tại ở đây ấy, thì nói về giá thành thì có những cái lô đất ở trong khu đấu giá này nó chỉ vài trăm triệu thôi, là những lô đất rẻ nhất thị trường là vừa rồi cũng đã giao dịch. Đấy, anh em nào cần những lô đất giá rẻ, cần những lô đất đẹp ở cái khu vực đấu giá này thì liên hệ với tôi, chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang làm, chúng tôi đang set up toàn bộ là các chủ của những lô đất này. Người nào cần bán thì người ta bán cái giá rất là rẻ, và chúng tôi sẽ săn, chúng tôi sẽ tìm được cho quý vị những cái lô đất giá bèo bọt mây trôi rẻ hơn những cái lô đất bên cạnh, có thể là vài trăm triệu. Đấy, chúng ta sẽ rẽ ở bên này phải này. Bắt đầu từ đây thì là những lô đấu giá. Ở đây lô đấu giá này, cái lô ở sấp mặt một này nó có hai mặt tiền và một lô mặt sau. Mặt trước này nó rơi vào 101, gọi là 100 mét, lô mặt đằng sau kia là 78 mét. Đấy, và chúng ta thấy không ạ, trước mặt đây thì là một con đường rất là rộng và bên tay phải là hoàn toàn là nhà máy. Khi chúng ta bước vào đây thì chúng ta mới thấy được rằng là cái giá trị ở cái khu vực này. Trên cái mặt một ở đây ấy, thì giá thành của nó là, nếu như nói giá chung thì nó là trên 30 triệu một chút một mét, là giá chung. Nó hai mặt tiền, lô của nó là cứ tính nó rơi vào tầm khoảng 100 mét, chúng ta cứ tính lô nào là như vậy, đúng không ạ? Và nó trải rộng đến đầu đường 47 bên trong kia, thì từ đầu đường gom bên này sang đến đầu 47 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ, cứ cho nó là một cây số đi, đúng không ạ, cho nó dễ.
cái giá trị mà chúng ta thấy là nó đối diện với lại các nhà máy, thì đương nhiên rằng là một cái sự kinh doanh buôn bán nó cũng sẽ rất là tốt. Nếu như quý vị nào đã đến những cái khu công nghiệp của các tỉnh rồi, quý vị sẽ thấy rất rõ là người ta sẽ kinh doanh rất tốt, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy nó bằng mắt thật. Đấy. Và chúng tôi thì luôn chia sẻ cho quý vị cái lý do tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho quý vị về cái dự án này. Trước đây ấy, cách đây khoảng độ vài tháng hay là một năm chúng tôi không chia sẻ, bởi vì lý do là lúc đó là giá thành nó rất đắt, nó rất đắt. Nhưng mà bây giờ giá thành nó đã xuống rồi, thì lúc đó là cái lúc mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Và tôi thì là những người mà săn được những cái lô đất nó siêu rẻ, rẻ hơn những cái lô đất bên cạnh cả vài trăm triệu. Cho nên là chúng tôi nên nói với quý vị là nếu như quý vị đầu tư, quý vị lên gọi điện cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi làm một khu vực này, chúng tôi sẽ set up rất là chuẩn và rất là kỹ, và chúng tôi sẽ có nhiều những cái thông tin, những cái lô đất giá của nó rất là hợp lý để chia sẻ cho anh em, đúng không ạ? Cho nên là nếu như anh em nào mà đã quan tâm đến khu vực đấu giá của Hồng Tiến hay là tái định cư của Hồng Tiến, thì đừng bỏ qua những cơ hội để chúng tôi chia sẻ cho anh em. Thế cho nên là anh em cũng đã thấy rồi, về cái vị trí, về cái khu vực này thì chắc chắn anh em không phải mãi, đúng không ạ? Và tôi muốn rằng là những cái giá trị này thì đem lại cho anh em những cái gì, những cái lợi nhuận anh em được hưởng. Cùng một lô đất có thể tôi sẽ làm rẻ được cho anh em cả trăm triệu, thì đương nhiên rằng là anh em sẽ được hưởng ngay lập tức cái hàng trăm triệu đó. Đó là một cái giá trị thực tế. Còn nếu như anh em bảo là vẫn là một lô đất đó, anh em cảm thấy anh em mua được cái giá đó là anh em mua, thì đương nhiên rằng là mua là được. Nhưng mà nó có một cái điểm mấu chốt là gì? Mấu chốt là vẫn một lô đất đó, nhưng chúng tôi có thể làm được rẻ cho anh em nhiều hơn, đúng không ạ? Đó là anh em được hưởng lợi nhuận mà anh em vẫn mua được đất. Cho nên là tại sao chúng tôi phải nhân nhuyễn ở cái khu vực này từ những cái lúc bắt đầu khởi điểm đấu giá cho đến tận bây giờ. Có những cái thời điểm chúng tôi không bao giờ động đến cái khu vực này, vì cái lý do là kể cả là ở đây nó có xây dựng nhà máy đi chăng nữa, nhưng lý do tại sao chúng tôi phải không chia sẻ mà chúng tôi cũng không thèm tìm những cái lô đất ở đây, bởi vì lúc đó là cái giá thành nó quá cao, lúc đó là giá thành của nó lên tới ngưỡng đỉnh điểm, anh em có mua vào anh em cũng chết, đúng không? Anh em mua vào là anh em lỗ. Cho nên tại sao chúng tôi không chia sẻ được gì các bạn? Còn đến giờ phút này, giờ phút này là giờ phút có thể được đánh giá là giờ phút kim cương để cho anh em lựa chọn. Anh em nào mà lựa chọn được tốt thì đương nhiên anh em sẽ mang lại cái lợi nhuận tốt cho anh em. Những người nào mà mua để sở hữu, để sử dụng, để đầu tư kinh doanh tại đây thì anh em cũng nên lựa chọn. Bởi vì cái khu vực này anh em nhìn thấy, chúng tôi check trên màn hình, anh em thấy là một cái giá trị thực tế, một cái giá trị thực tế luôn. Nếu chúng ta kinh doanh ở đối diện với cổng công ty thì đương nhiên anh em sẽ được cái gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được rằng là một lượng khách hàng quá lớn. Còn anh em kinh doanh gì thì đấy là việc của anh em. Còn cái giá trị khi mà chúng ta đã là người kinh doanh trong cái khu công nghiệp, trong cái đối diện các công ty nhà máy, thì anh em biết được rằng là mỗi một nhà máy nó hàng nghìn công nhân, mà trong đó cả một khu vực này nó là nhà máy, thì anh em biết nó hàng triệu công nhân, nó là chuyện bình thường. Hoặc là vài nghìn công nhân hay vài chục nghìn công nhân, đúng không ạ? Nó đổ ra cái con đường này, nó đổ ra, nó đi lại, nó ăn uống, nó chơi bời. Tất nhiên là kinh doanh sẽ gặp nhiều những cái thuận lợi, đúng không ạ? Ra đến đầu bên này là đường đúng không ạ? Và đây cũng là một trong những cái giá trị. Đấy, tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho quý vị như vậy? Để cho quý vị thấy được là nếu như quý vị muốn đầu tư thì quý vị không nên bỏ qua những cái cơ hội mà chúng tôi sẽ làm cho anh em rẻ hơn thị trường, rẻ hơn những gì mà anh em đang lựa chọn. Đấy, anh em thấy là khu bên kia bắt đầu là đang xây dựng. Đấy, chúng tôi sẽ quay lại. Và trong khu vực này thì nó có hàng nghìn lô đất, nhưng mà để mà kiếm được lô đất giá rẻ, vị trí đẹp, đúng không ạ, thì không phải là chúng ta đến cái chúng ta kiếm được ngay. Chúng tôi phải săn lùng rất kỹ, hàng ngày chúng tôi tụ tập anh em săn tìm và chia sẻ cho khách hàng. Cho nên là rất nhiều khách hàng đã đón nhận được cái cơ hội mua được những cái lô đất ở đây, vừa là giá rẻ, vừa là vị trí đẹp, đúng không ạ? Và pháp lý thì quá chuẩn rồi,
nên là đấy cũng là một trong những cái cơ hội để chia sẻ cho anh em. Và chúng tôi luôn cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu như anh em nào muốn đầu tư